Also, I bought this for no reason. Did you know this sound? What? Nếu như vậy thì để nó cái xa cái xa giờ chưa lột ra nó bỏ cái khác hay luôn hả buồn nhỉ? Yeah, no, you wanna just grab it and then break and then put this on. Looks like Emily robbed it. It's a black dude, bro. Nice. Hey, you wanna grab it? Ngoài to. My mom was saying it's not too good. Ngoài to. Lại là gì? Nó sen. Để ăn thử mà không ngon thì nó đặt lên. Quêu đâu? Đau lòng quá. Ba để cái cây chính giữa đi ba. Cây màu xanh chính giữa đi. Thôi có bánh này thôi bánh này. Rồi nó chắc nó bỏ cái lỗ trong quá hả? Rồi tất cả có gì hết chuẩn bị cho bạc nữa nè. Rồi chuẩn bị happy birthday nè. Cái này là rất là đặc biệt cho khê bên luôn á. Rồi cái này nó dán thôi thôi đâu có ăn được đâu. Cái happy birthday anh nó dán thôi. Đổ nước mắm rồi. Yeah, let me take a video of this. After you're done. Bro. Hey, Mom. Mom. Cần cần có bao bông cổ mẹ rút rồi cần bông cổ mẹ cần lên cổ yeah there we go here buddy go around there okay nhớ nha move over happy birthday con good you good rồi thổi nến chưa thổi rồi chưa rồi happy birthday Kevin rồi chưa ok chúc con à tuổi mới tăng sống nha con rồi ông ngoài nè nó giòn rồi có bao nhiêu cho nhiêu trời ơi rồi. 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 Cảm ơn mọi người. Rồi cho bỏ cái kia rồi.